Xin kính chào các bác, em là Hà đến từ Đồng Đông Sơn. Ngày hôm nay thì xin được gửi tới các bác về cái bộ cắt tút mà được khách của bên em đặt riêng các bác nhé. Thì bộ này là sẽ là chất liệu là đồng cắt tút và sẽ có kích thước là cao 60 cm. Thì em sẽ quay lại gần cho các bác xem từng chi tiết của bộ ngũ sự này các bác nhé. Đó, về đầu tiên là con nghê này. Tất cả các cái hàng cao cấp thì sẽ được đúc liền khối các bác nhé. Đó, các bác nhìn giúp em. Và các bác nhìn ở bên trong này, ở bên trong đây. Đây, khi mà các bác nhận hàng, các bác có thể mở ra là thấy được các cái đồng ở bên trong luôn rồi. Đó. Và tiếp theo thì các bác nhìn này, đây là 5 chữ Phúc Lộc Thọ Khang Ninh, được cày nổi bằng chữ quốc ngữ các bác nhé. Chữ Việt đây ạ. Phúc Lộc Thọ Khang Ninh. Đó, sẽ được cày nổi ở ngay trước mặt của đỉnh. Và mặt song long trầu nguyệt, các bác nhìn rồng của nhà em này. Đó, khi mà nhìn cái rồng của nhà em thì sẽ thấy được cái thần thái của rồng. Nó rất là khác biệt luôn so với các nhà khác các bác nhé. Các bác có thể so sánh này. Những cái hàng cắt tút của nhà em thì sẽ được đúc liền khối luôn. Tất cả từ tai mây hay là rồng được liền khối, ba chân lân cũng được liền khối luôn cùng với đỉnh. Đó, các bác nhìn này. Đó, đây là cái đặc điểm của hàng cao cấp các bác nhé. Đây là đồng cắt tút đấy ạ. Và tất cả các họa tiết thì sẽ được chạm khắc bằng tay, rất là tỉ mỉ, sẽ không thừa một cái vết nào, bởi vì là được làm từ các bác thủ công, các bác nghệ nhân của nhà em. Tiếp đến là hạc này. Đây là hạc ngậm hoa sen này. Đây là các bác nhìn cái mắt của hạc, cũng như là các cái sợi lông, từng cái đường lông, đường sợi vẩy của lông, sợi vẩy của hạc được chạm khắc rất là tỉ mỉ, từng nét một rất là sắc nét. Và đây là rùa ạ. Đó. Cuối cùng thì sẽ là chân nến này, sen này, sen sẽ tỏa ra này, rất là mẫu này nhà em là mẫu mới các bác nhá. Nói nhà em luôn luôn là cập nhật các cái mẫu mới cho các bác. Và xuống phía đĩa nến khắc chạm rồng phượng. Đây ạ. Từng cái chi tiết một này. Đó, các bác nhìn này. Chạm từng chi tiết một, không thiếu một chi tiết nào. Đây là đế nến đấy ạ. Và khách nhà em thì có đặt thêm bát hương. Bát hương thì sẽ được chạm khắc mặt song long. Và đằng sau của bát hương, Đây là rồng này. Rồng sẽ được chạm khắc này. Và các bác nhìn đằng sau của bát hương này. Đó, đây là khách nhà em đặt riêng các bác nhé. Đây là đặt ngày, đặt tên của gia chủ đấy ạ. Đó. Và bộ này thì sẽ làm trong khoảng thời gian là một tháng, hơn một tháng một chút. Tại vì những cái hàng thủ công này thì sẽ làm chạm khắc bằng tay. Thì nhà em thì có rất nhiều các cái mẫu để các bác tham khảo. Thì các bác có thể là để lại thông tin phía dưới bình luận.